Anh ăn của năm tổ kìa bố. Commit đến ngày muốn làm tổ rồi. Thể tìm cho nó một bạn gái thôi chứ đi đó thấy không này. Đó, con neo tay bố này. Nó xù lông lên này. Thấy không? Chắc phải tìm cho nó một bạn gái mới này. Bạn gái ngô nó ra đi rồi. Giờ tìm nó một bạn gái mới. Ngô trai mà. Này, quên con ngô là con cú là con trống luôn mà. Hai này, con trai. mít là con trống là thấy không? Đó. Nó đến 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 thời kỳ nó muốn tìm bạn gái bây giờ nó đẹp trai rồi thấy không, đẹp trai nó xù lông gì nó xù lông cái kiểu gì thế nó xù lông gì kìa đó cái gì nó xù lông nó ấp ấp trứng này nó bỏ ấp trứng này nè thấy không, quay đẹp đẽ cái nào à, các bạn thấy chưa, thấy các bạn thấy con mít chưa ấy, chà 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 nó sụt lông rồi đấy. Ấy chà cái gì nó nhả gây ra người bố vậy, thóc quá ở đâu ra con thóc vậy, con biết cái miệng nó nó sụt lông biết thương không. Ừ. Ủa lấy đâu ra cho nó ăn nhỉ hả? Dạ ở đâu ra cho nó ăn nhỉ, cái nào mấy con thóc á, thóc thì ở trong chuồng đó chứ đâu. Ủa nhưng mà con mới lấy con đưa hay là nó trong miệng nó nhả trong ra? Miệng nó nhả ra. Ủa nó tự nó nhả ra hả? Nhả. Ủa chứ không, nó ăn không cho nó nhả ra à, tức là nó nhả ra để nó du con mái á. Ừ. Mà bây giờ chắc bữa nào mua nó con mái về cho nó hả, cái thóc nó ăn cái ruột xong nó nhả ra, nó nhả